Sapiens, lịch sử loài người, được biết đến là một trong những cuốn sách lịch sử bán chạy nhất trên thế giới, kể lại sự ra đời của loài người và giải mã những bí ẩn của quá trình tiến hóa, với hơn 10 triệu độc giả và được dịch ra 50 thứ tiếng khác nhau. Cuốn sách được cả Bill Gates và Mark Zuckerberg tìm đọc và khen ngợi. Cuốn sách đã được chuyển thể thành sách tranh Sapiens, lịch sử loài người bằng tranh, được minh họa bởi Daniel Kasanit và lên ý tưởng bởi David Van der Meulen, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ tác giả Yuval Noah Harari. Cuốn sách đem lại một màu sắc hoàn toàn mới mẻ cho những câu chuyện kể về lịch sử. Câu văn trong sách gốc được diễn giải lại thành chuỗi hành động và những cuộc trò chuyện giữa các nhân vật, với lời dẫn chuyện xen lẫn những bình luận hài hước và chi tiết châm biếm. Bộ sách dự kiến sẽ có 4 tập dựa trên 4 phần chính của tác phẩm gốc, và tập đầu tiên đã được phát hành trên thế giới vào cuối tháng 10 năm 2020. Hiện tại đã xuất hiện phiên bản Việt. Bộ sách được Omega Plus dịch và phát hành độc quyền tại Việt Nam. Mở đầu là tập 1 của bộ truyện, nội dung tập trung vào sự hình thành nên loài người đang thống trị trái đất hiện nay. Tác giả Harari xuất hiện trong cuốn sách với tư cách người hướng dẫn viên du lịch cho chuyến khám phá thuở sơ khai của loài người khá là thú vị. Tập 1 bao gồm 4 phần. Phần 1, những kẻ nổi loạn trên đồng cỏ. Phần 2, những bậc thầy hư cấu. Phần 3, tình dục, nói dối và tranh hang động. Phần 4, những kẻ sát nhân liên lục địa. Cuốn sách được đầu tư một cách kỹ lưỡng và bài bản trong tất cả các khâu, đặc biệt là công đoạn in ấn.